Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu gặp nhau trong một chương trình giúp xây dựng hạnh phúc gia đình, giúp tình yêu thăng hoa. Và tôi xin giới thiệu, tôi chính là một chuyên gia về xây dựng mối quan hệ con người, một chuyên gia về việc xử lý tình cảm và phát triển những cái năng lực của bản thân. Hay nói một cách khác, tôi chính là chuyên gia về tâm lý. Và đây chính là một cái khóa học được xây dựng dựa trên các nguyên tắc để giúp cho các cặp vợ chồng có cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc hơn, trở nên êm đẹp hơn, trở nên vui vẻ hơn và đạt được những cái điều mà hôn nhân mong muốn. Chúng ta thường phải đối mặt với những cái vấn đề như ly hôn, như ngoại tình, nuôi dạy con cái, xung đột gia đình, xung đột với các cái mối quan hệ liên quan đến bên nhà chồng, bên nhà vợ, liên quan đến các vấn đề về tài chính, liên quan đến vấn đề về công nghiệp, sự thăng tiến trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mỗi một con người. Và áp lực xã hội hiện đại làm cho chúng ta ngày càng trở nên khô khan, ngày càng trở nên khô cứng, ngày càng trở nên bận rộn và ngày càng trở nên chai lì với cảm xúc, khiến chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến tâm lý, tình cảm và làm cho cái cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng, hạnh phúc gia đình, tình yêu trở nên có nhiều vấn đề. Và chương trình học này là một chương trình được xây dựng, được chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn để giúp các anh chị và các bạn hiểu được các nguyên tắc của một gia đình hạnh phúc, có một cái cuộc sống và tình yêu trong hôn nhân được thăng hoa. Cái việc này nó được xây dựng dựa trên các yếu tố nền tảng của việc xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người. Và đặc biệt đấy là mối quan hệ giữa vợ và chồng là một cái mối quan hệ rất nền tảng. Và để đạt được cái điều này thì chúng ta cần phải dựa trên các cái yếu tố như sau. Thứ nhất, đấy là hạnh phúc gia đình phải được dựa trên cái nền tảng về pháp luật hôn nhân, dựa trên cái tình cảm. Đó chính là dựa trên tình yêu, sự trách nhiệm. Đó là những yếu tố rất quan trọng về mặt tình cảm. Tiếp tục, đấy là dựa trên các yếu tố về tình dục, tình yêu, đúng không ạ? Và chúng ta hay gọi đó là sex. Chúng ta cũng phải dựa trên các yếu tố về tài chính, dựa trên các yếu tố về nuôi dạy con cái, đối nội, đối ngoại, đúng không ạ? Và các cái đối nhân xử thế, sự phát triển của bản thân. Đó là một số những yếu tố quan trọng để giúp chúng ta có thể cân bằng được cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc, êm ấm, an lành. Và chúng ta có một cái tình yêu, có một cuộc hôn nhân hài lòng, thỏa mãn. Và chúng ta muốn ở trong cái cuộc hôn nhân đấy, chúng ta muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân đó. Đấy là cái ý nghĩa của chương trình này. Và tôi biết rằng trên thị trường hiện nay cũng có những cái chuyên gia tâm lý học, cũng có những người dạy, người ta đào tạo cho các anh chị những cái chương trình tương tự như thế này. Nhưng điều gì khác biệt với chương trình của chúng tôi? Có lẽ các bạn đã nhìn thấy chương trình này rất khác biệt từ phong cách của người dạy, từ nội dung của chương trình. Tôi đảm bảo rằng các bạn theo dõi toàn bộ cái chương trình này sẽ trở nên thấy rất khác biệt, trở nên thấy rất có ý nghĩa, có giá trị. Các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều bởi vì tôi dựa trên các cái nguyên tắc của cuộc sống, của tình yêu, của hôn nhân và dựa trên các nguyên tắc mối quan hệ. Dựa trên mối quan hệ giữa con người với nhau. Khi chúng ta kết hôn, chúng ta không chỉ quan tâm đến hai người, là người vợ và người chồng, mà chúng ta còn quan tâm đến gia đình của người vợ, gia đình của người chồng, công ty của người vợ, cơ quan của người chồng. Chúng ta quan tâm đến mối quan tâm chung là con cái, và quan tâm đến những mối quan hệ của con cái. Chúng ta quan tâm đến việc phát triển và chăm sóc bản thân chúng ta. Chúng ta cần có những không gian riêng tư, đúng không ạ? Chúng ta quan tâm đến những cái vấn đề về sự nghiệp, về tài chính của từng người. Đó chính là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Đó chính là nền tảng của tình yêu thăng hoa. Và tôi xin phép được giấu tên, tôi cũng xin phép được chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái khóa học như vậy để các anh chị và các bạn có thể tham khảo, áp dụng cho mình trong cái quá trình mà chúng ta duy trì cuộc sống hạnh phúc gia đình. Nếu như chúng ta đang gặp khủng hoảng thì chúng ta cũng có thể giải quyết được. Và chúng ta chưa gặp khủng hoảng thì chúng ta cũng chuẩn bị trước đi để chúng ta không xảy ra tình huống như vậy. Đúng không ạ?
Và nếu mà chúng ta không thể nào dừng lại được thì chúng ta cũng có thể là có một cái lựa chọn thật là tốt đẹp cho việc ra đi, cho việc chia tay trong êm ấm, vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau, đúng không ạ? Vâng, thì chương trình học này được thiết kế cho cái việc như vậy và giúp cho các anh chị và các bạn có thể có những cái nhìn một cách rất tổng quát về mối quan hệ gia đình, về mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ trong tình yêu hôn nhân gia đình, đặc biệt được xây dựng trên nền tảng về tình dục, nuôi dạy con cái, hạnh phúc và các cái nguyên tắc về tài chính. Đây chính là những yếu tố mà khác biệt nhất so với các cái chương trình khác. Chưa kể đến và giảng viên là một cái chuyên gia hàng đầu về mối quan hệ con người, một cái chuyên gia hàng đầu về tâm lý, để có thể giúp các anh chị và các bạn hình dung ra một cách có thể dễ dàng và áp dụng những cái bài học của mình trong cái cuộc sống hàng ngày. Xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video bài học tiếp theo. Xin chào.